bảo hà nhắn tay lên xin đất bảo hà liếm mùi phong huyệt đi, đó là thần tiên. Thank you.
mong hoàng về hôm nay, tình mong hoàng về sớm hôm nhang con đèn nhang phục thờ chân kinh có chữ nam mô. Hoàng về khai quang dòng nhang thấp cờ diều khai quang xứng đến chung ngã tích tâm cung dạng kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên chúng vương. A Di Đà Phật ni hoàng vô chấm đồng ông bảy có phép thần thơ. Công sang sang si liu công ngô na hồ sang si sang công liu sang hồ liu công hồ na hồ sang si sang công liu sang hồ liu công hồ na hồ sang si sang công hồ hồ sang si sang công sang liu công ngô hồ sang si liu công liu sang hồ liu công hồ hồ sang si yêu cung yêu sang hồ yêu cung hồ đào hồ sang si sang cung hồ hồ sang si thank you.
phong tuyết nguyệt đường. Dâng câu tiên bảo giúp nghe lời, chúc lời tăng ngóng bắt tề tay tiên chúc chén trà đào. Nhất tuần xưa lưng lên bề ngọc bì các vua nâng mơ u là mời rước ông hoàng bày sơ á xây rước ông hoàng bày sơ. Quỳnh nghỉ tiên chút chén cha đào, nghỉ tuần lá nâng lên bì ngọc bì các vua lưng mơ u là dứt ông hoàng bày sơ á xây dứt ông hoàng bày sơ. Tắm buổi giọt trên trà đào, tắm môi lưng nên bị ngọc đi cả cố lưng mời làm mời dứt ông hoàng bày sơ, các cô lưng mời dứt ông hoàng bày sơ. Hoàng giáng tay sân lâm sân bảo diện mạo hồng hào tươi nét mộc dung nhi tươi tốt hôm nay ngự đồng đẹp khác là hoa. Khi vui cung kiêm chiều hôm nay ông bảy ngự đồng nghe ba bốn cung văn con đàn con hát nhà thu hoa viên. Lúc ông bảy âm cha tàu thúc cống ông bảy ưa thích thúc phiên kẹo siêu họ lê dân ông bảy báo hà sao phải đạo làm con. Say phú say thơ ông bảy ngồi say câu hát say nợ tăng bồng tình tình lại say say. Xoay tình trong nước câu kinh cổ hoàng xây với non sông trọn tháng ngày. Lên thiên đình hoàng phi cùng cô tiên nữ xuống chân phàm
dự hội vân tiên. Nức tiếng danh thương ông bảy nghìn lực trong đất Việt, ông đi cứu dân độ thế, phúc lộc nặng hà xa. Bốn phương non nước ngay lắng trù, cánh trời chung hoàng hỏi lòng của riêng ai. Lòng có thương ai, có tấm tình hoài, làm chủ phong hoa tuyết nghi nguyệt. Gót danh lời mà bón trên chi cho mệt, dòng chi khen để lấp chí cùng nghi. Lầu có thương ai, có tiếng lệ ngàn thu, cái sự thế giàu ai hơn kém. Hoa thơm gió mắt mượn cũng đàn, câu hát diễn hồn thơ. Trong vũ trụ thì dòng không thế giới, giấc mơ màng chốn ấy cánh bồng lái, cánh ngu nhằn tùng trúc cúc mai, nơi tính mình thủ diêm hoàng thiên thu. Nâng chén rượu ngồi ngắm câu thơ cổ, hỏi trong hồn sao ly đố vẫn vờ đây. Gió hiu hiu ngọt cỏ cành cây, ngượt làn sóng đuổi từng mây đưa tiếng hạc. Nhắn ai lên đất ý nghi hì a ha bò tin bào ha, nếm mùi phong nguyệt ý nghi hì a, đó là tiên cảnh thân sáng ngô sáng ngô điêu phà tiên cảnh thân tiên trên bão. Tiên mi cảnh thần tiên trên bão hà. Có cây mà đua trên loa là ý nghi hì a ngân tần ngân tần bụng hoa đào nằm ngoài ý
à, sông mười vân. Mười vân xa con kém xa, sáng ngô điêu phà, sáng mi còn kém xa ghế ông bảy mươi phân. Xa mi còn kém xa ông bảy mươi phân. Trên cung trăng có ai hẹn ý à, giờ bao giờ là giờ bao giờ, vì đường hoàng đi chấm linh ý à, ông bảy tình cơ, tình cơ gặp họ lễ đây, sáng ngô điêu phà ở lễ gặp họ lễ con ông bảy tình cơ. Lễ gặp họ lễ đây ông bảy tình cờ. Đình nón xanh mà khen tai kéo đúc ý à, bầu lên bầu à, bầu lên bầu, một ngày cũng là đệ tử ý nghĩ à, cũng là duyên nô mê duyên nợ yêu, sắc ngô điêu phà duyên là duyên duyên nợ yêu, duyên mê là duyên duyên, duyên nợ yêu. Xanh xanh tòa đa ý nghĩ à, rêu là phù rêu, ai người là người có tâm, là người có đức thì mới được theo, được theo ông bảy bò. Sáng mơ điêu phà theo là được theo ông bảy bò, theo về là ông bảy bao. Ngày xưa ai quen biết nghĩ à, ai mà chi ai mà chi ai, trước kể từ ngày ra trình đồng tam tử phù ý nghĩ à, các kỳ tình cơ các kỳ được gặp nhau, sáng ngô điêu phà nhau mà hôm nay gặp được nhau các kỳ tình cơ, nhau mới gặp được nhau các kỳ tình. Khói đưa dịu dắt ý à, mang mơ mang là mang mơ mang, yên hà hưu thu ý à, trong lòng hoang vẫn còn say mê, sáng mơ điêu phà mê còn say mê lòng mê còn say mê lòng hò. Ba gian đến mắt ý nghĩ thì a diêu là phù diêu đà phù, ai người là người có tâm, là người có đức thì mới được theo, được theo ông bảy bảo. Sáng ngô điêu phà
theo mới là được theo bảy bao hoa. Theo vì là được ông bảy bao chứ còn lối vào trong vào hà sơn sáng ngô điêu phà sơn vào hà sơn bắc kỳ ông hầu sơn đi vào hà sơn bắc kỳ ông hầu xót nặng ý nghĩ một lời khuyên chắc nặng lời bề sâu mà còn chưa cạn ý nghĩ chứ cõi tin hoang vẫn chưa về sáng mô điêu phà tiên là cõi tin hoang vẫn chưa về tiên mình là cõi tin hoang vẫn chưa về. Thầy ghế lao là người có đức, là người có đức, ông lại đưa vào trong hội quân thi. Sáng ngô điêu phà, tiên hồi quân tiên nông bầy sẽ đưa vào. Tiên mê hồi quân tiên, ông bầy sẽ đưa bảo hà tâm mi lĩnh điệp chung giúp
mi dân lập ấp hoàng dữ vùng biên cương. Nhắc ông bảy ngôi mà như tiên nho nhỏ mà đèn phai sáng nghi tỏ hơn sao. Ông bảy cầm xe như chiều từ mùa long đao, chân đông mặt treo như không nghỉ mình ngồi xem sách. Ông hút thuốc vào thì như long cuốn tờ khỏi xa, như xa khách cầu phong hoàng bày ăn chơi thì đang bậc anh hùng lên ni sẽ xuống ngựa khắp mi vùng mọi lớn. Hôm nay thanh nhàn con hoàng bảy ngày giờ sách ra xem có thấy chứ để đức nặng thắng tuy thì con hoàng bảy ngày có say một tí với đời. Hoàng cùng khuyên ai giữ cho đạo lắm người đến trước cửa bật lấy chú gì đã là hơn đây cả. Con hoàng bệnh ngài đồ trì bán vước đã được sắc phong quyền hoàng cai tam tứ phù cộng đồng quyền ninh hoàng cai hoàn các chư thánh đồng bốn năm phương. Bàn đèn yêu thuốc chén rượu quỳ càng nghĩ chút càng say trà sen trà cúc thơm bay ô long tươn tiểu chứ vơi lấy bỏ đây vơi. Lên thiên đình ông vui cùng cô tiên nữ xuống trần gian dự hội nguy nga. Lệnh nghỉ sai thập nhì các cô tiên lang cô nào việc ngay mau mau xử xa đi đứng hầu. Ông bắt cô nàng cả phán nước trà tàu xin năm ông bày đồng ý ông bày gật đầu vui bắt khen. Tin cô làng ba cô vào quán nước phá trà thế là đồng ý ông bảy bỏ hà trên đất sơn lâm.
đỉnh nhang trầm cô nàng tư đốt nơi đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô kêu mi cho tỏ tay ông bày cầm hộp móc tiên dâng kẹo bánh uyên tin con làng năm dâng nghi kẹo bánh uyên kẹo xìu cùng thuốc công thuốc canh nghi tin ai dám bị tình nét như mì tin con làng sau tình nghi nét cô nhu mì đầu xuân dâng ông con ngựa sáng để ông về mình hướng ông chấm đồng này khúc đàn tông ba bốn cung vẫn còn này khúc đàn tông miệng người ca tay con đầy bốn năm cũng nghe rõ ràng tin con làng tám dâng nghi chiếc nước ngà đôi tay cô tám trài ông bảy khen là các cô khéo tay yêu điều ai tẩy tin con làng chín yêu điều không ai thấy đêm mi đêm cô sách một đôi giày để hầu ông tin cô làng mười tin cô làng mười cô vào muốn lượt bài bông cánh ba bây giờ sách đèn lồng cũng bước ra quạt nước pha trà tin cô mười một quạt nước cô pha trà ấm mỹ chuyên bình ngọc có đôi tay ngả các cô dân ông tin cô mười hai là cô bé tất ngày ngày các cô mê hầu hạ trong ngơ cùng ngông bảy phù dung ơi ơi phù dung các cô mà còn tiêm thuốc thì ông bề còn đời say sưa mà hoàng say về mây đàn nề ca sáo thổi đêm minh ngày bình đê tàu đỉnh non xanh mà khen ai khéo được ý a bầu lên bầu lên một ngày cũng là đệ tử ý nghĩ à, cũng là duyên nô mấy duyên nở nhiều sáng ngô điêu phà ơ duyên là duyên nở nhiều ơ duyên mê là duyên nở nhiều giang tay mở hoa ý nghĩ đào động đào động rất muốn con nhà đệ tử ý nghĩ chứ còn lối vào trong bảo hà sơn sáng ngô như phà ở sơn bảo hà sơn bắc kệ ông hầu
sơn mì bào hà sơn bắc ghế ông hầu. Thương dân xót nặng ý nghĩ à một đời bề sâu mà còn chưa cạn ý nghĩ à chưa cõi tiếng hoang vẫn chưa về. Sáng ngô như phà ở tiên là cõi tiên hoang vẫn chưa về. Ở tiên mình là cõi tiên hoang vẫn chưa về. Tương họ lê hoàng phán lộc ý nghĩ à hoàng ban chứ hoàng giận ai hoàng đế ý nghĩ ai chứ cho nhớ nhà nhớ nhang mắc thời kể ai sáng ngô như phà ở ai hoàng đã giận ai ông nở giận rồi ở ai hoàng đã giận ai ông nở giận rồi. Hoàng thương họ đi vất vả ý nghĩ cũng đã nhiều vất vả cũng đã chứ từ nay hoàng cho giờ là ý nghĩ ai chứ không kém ai ở trên đời sáng ngô như phà không kém ai ở trên đời. Thương ai hoàng thương họ lê con sớm tối vất vả mà đã nhưng từ nay mà đi hầu thánh hoàng cho được khoan thai luôn nhẹ nhàng được khoan thai luôn nhẹ nhàng. Ông bảy nhủ rằng họ lê ơi đừng vội mi chờ hôm nay hầu ông có tốt một thì mai kia hoàng sẽ cho bằng mười mai kia hoàng sẽ cho bằng mười. Còn có kẻ nào giả hiếm mà lòng gian nãy kẻ nào giả hiếm mà lòng nghề gian đào yên mi tháp chữ hoàng xóa cho tan mi sạch nghề nào xóa cho tan mi sạch nghề. Ai thủy chung nghi đức độ mi trước nghề sau đó cái họ đi hoàng đức độ trước sau hoàng độ cho mi con giàu muôn đời sau luôn thịnh cường muôn đời sau luôn thịnh nghề cường. Ông bảy rằng chớ chê hoàng chớ chê nào có mà xa xỉ ông bảy người chớ chê nào có mà xa xỉ sáng có khi vơi chiều có khi cạn nhưng đến sáng mai hoàng lại cho đầy. Ông bảy nhủ rằng ai ơi
cứ lên ở mì cho lành. Kiếp này mà chưa chọn hoàng đế dành cho kiếp mờ sau. Lão trời có phụ ai đâu, ông trời có phụ ai đâu. Sợ nguyện hoàng cho được như ý, sợ cầu hoàng cho được tòng tâm. Đời người thì sống kiếp mà vô thường, sống ngày nay mai khác thì có ai lượng bỏ được nghề chắc. Tiền tài danh lời giàu sang, nay tiền tài danh lời giàu sang, nhưng trở về mà cát bụi thì nào có mang theo được gì, nào có mang theo được gì. Vì sao nay, vì sao sống phải dẫn di cỡ, mà vì sao cứ sống phải dẫn di bọn ni chen mà canh ghét, chứ để làm chi mà hợi người. Cho lên đã sống ngờ mi trên đời đó, cho lên đã sống ngờ mi trên đời. Đừng nghĩ lên cái nghiệt mà buông ra những lời thị phi. Ai có tâm thì hãy sống mà cho đi, tiếng thơm còn mãi mà khắc nghi ý muôn đời, chứ khắc ngơ ý muôn đời. Trăm sông dồn về biển khơi, nay trăm sông thì dồn đi về biển khơi, mà mày ai được chứ thành nghề thấy về ra, được thành thấy nốt về ra hạnh hoàng. Con người ta sống ngờ trên đời, tiền dòng mặt trời chứ để rồi mà làm chi. Cuối cùng chẳng có đem đi, đến cuối cùng cũng chẳng có đem đi, mà đem đi thì cũng chẳng để làm gì mà cho ai. Cho nên đi đã có lộc lại có tài, nhưng mà phải có phúc để mà sống thọ hưởng lộc trời ốc bày ban cho. Là xa cành chim kia nhớ côi, mà chúng con phải xa hoàng thì tuổi nằm hoàng ơi. Nếu mà không nghe ngừ thì vui, mà đã ngừ rồi thì hoàng ngồi thêm chút nữa cho chúng con được nhờ, cho chúng con đi được nhờ. Hoàng thì nào có quen biết mà chi ai, chứ kể từ ngày xa trình đồng tám mươi tứ phủ, đến mà tình cờ cắt nghĩ được gặp mơ. Dù có xa xôi, dù có xa xôi cũng nhích lại cho thêm gần. Xa xôi hoàng bảo nhích lại cho thêm gần, một ngày đã làm tôi bốn phủ thì cũng như con trong một nhà, phải coi nhau như con trong một nhà.
chiếc sập vàng thì có bóng con hoàng tỏa ánh hào quang rạng rỡ muôn nơi. Đẹp sao mà đẹp mỹ quá đi thôi, một lần mà được gặp gỡ thì cung văn con cả đời phải vẫn vương. Chẳng có mấy khi lấy ông, chẳng có mấy khi mấy thùa mấy thì hoàng đã về đây mi giá ngự, hoàng cứ ung dung không có vội gì. Hoàng ban tài chứ cả quanh năm hoàng lại ban tài. Tổ bán hội đồng lệnh bài sai, tổ bán hội đồng cùng nghinh đón dứt công bệnh về bảo hà tú đối việc. Cánh hồng nghề thấp thoáng nghi sông thanh nghề, Nghệ An có đức nghi hoàng mười sang lâm. Trời năm có đức trí tuệ thông minh, trí tuệ tuyệt vời không ngờ hai nền trí dụng. Sinh đấng thiên tài
bóng hoàng về hôm nay, tình bóng hoàng về sớm hôm nhang khói, nên nhang cùng thờ chân kinh có chữ lắm mồ. Hoàng về khai quang dòng nhang thấp cờ diệu khai quang, chứng đến trung ngã tích tăng cung giả kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương. Xuân về bắn đến Minh Hưng đây, họ lễ con lại nhớ ông Mười. Tuy ông Mười trong tình nghệ an bắt thì tay tiên các ngõ chúc nghi trẻ siêu đàn, nhất tuần sự lấn lên về ngọc đi các o nâng mơ buồn lòng. Dứt công hoàng mười sơn á suy, dứt công hoàng mười sơn quỳnh nghi tiên chúc trẻ siêu đào, nghi tuần nắng nâng lên vì ngọc đi các o nâng mơ buồn lòng. Dứt công hoàng mười sơn á suy, dứt công hoàng mười sơn, nhất tuần sơ nhị tuần nắng hoàng hiến tan rồi, tâm môi lưng lên về ngọc đề cả có lưng môi lầm sức công hoàng mười xuôi các ngon nâng mời sức quang hoàng. Xin ông chứng tâm chú ý họ lấy ông đây lòng thanh. Chung mười về chứng tâm lộc cho thanh thanh đông, chứ
cho cái họ Lý của ông cầu sao ước được. Trong chốn gia chúng ghế họ Lý ông Thuận nói rằng đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt, mà tiếng quang hoàng mười lập liền từ ngàn xưa, cũng có phép nông vung ngâm lên ngựa đi ra tay gìn giữ cõi bờ đất Việt Nam. Trông thương ghế họ lên đây tình nặng nghĩa dây, chứ dù xa xôi từ trong sự nghệ hoàng cung vô ra đền mình hương ốc ngự đông. Đúng đó, hoàng mười hỏi răng chắc bao nhiêu tuổi chắc đã ra. Chứ thanh đồng họ Lê ông năm nay 40 mấy tuổi mà trông vẫn đẹp hào hoa. Nhưng ngày dừng nghề quê hoàng thì hoa quả đẹp phút nề tươi, cho ai muốn lên thăm Bích Động Thành thì vô sự nghệ là tươi lưỡi đền ghi nhớ mong ước ao họ lên con ước ao vô được đền ông. Chứ tiệc đầu xuân hôm nay nhất tâm mặc kệ cho thỏa năm mong thằng con trường.
khi xuân về thì đào hồng hội quần tiên hội tù dăm ba gió mây mặt ngặt bao la mà đường vô sự nghề thì chẳng biết xa hay là gần. Con đường vô cách trở sự hà họ lê nhất tâm tìm mẹ tôi thì đường xa hoàng cung đồ cho lên gần. Ông Mười nhủ rằng ông thương ai thì ông thương cả mình tầm lòng đó. Ông thương ghế họ Lê ông thì ông có hẹp hòi chi đâu. Ông thương ghế họ Lê ông vất vả sớm chiều, nhưng hôm nay nhất tâm về đến Minh Hương Bắc Nghề. Ông Hoàng mới về Hoàng độ cho. Quan Hoàng Mười ông chấn thủ trong đất mình nghề ăn, chứ ghi về thiên bàn hoàng lại ra chơi đô thành. Hoàng nhủ các thanh đồng dù cái họ Lê ông có đi mua răng rửa này, nhưng những ngày ký tiệc phải về, phải về đến Minh Hương Bắc Kỳ Hầu. Hoàng thương những giòn sương long lanh đầu chiếc canh lá. Con Hoàng Mười yêu những nhành hoa mọc trên non. Hoàng thương dân như thể thương con. Con Hoàng Mười thương ghế họ như thương những giọt máu sóng của chính mình. Hạ có xuân về xuân sáng bao người lại đi xứ nghệ sắm câu châu nễ quan hoàng hoàng đồ cho cầu lên nước thấy gia đình thắm thương tối tu anh linh điền quan vang khắp mọi nơi nước Nam sáng người muôn đời thân dân hướng có sông Lam mây hồng hữu tình biết thùa nào vỡ. Chậm hương mơ màng khói bay xa lòng con ước vọng đêm ngày kinh thiên đèn trời trời sinh dược thế số nghệ thiên cung sắm hối con ông đặng vân gia phu thần thường giác nấm cung phòng cho đồng thành tâm linh hoàng ra tay phu cho ghế hoàng xanh thành nở hoa.
chư thánh quốc cũng tam tòa, cùng phù vân lai ấm êm một nhà, xanh cảnh nở hoa nước non chan hòa, bao đời có thần dân cùng kính nữ giữ đạo thiên, dù cho núi ngã sông nghiêng nước non lầy mãi mãi được bình an. Bên dòng là thuyền ai suối mãi sóng xô đôi hàng, suối về phương Nam hay hoa nắng vàng, hay về Nghệ An lễ con hoang người, xin dừng chèo làm ơn cho nhắn thêm mấy lời ca, hành nghi vân lưu thủy cao xa, con chúc ghế hoàng mãi mãi đẹp hào hoa. Cúi xin ông ban phước cho thánh đồng, cho tiếng ca cung đàn trong nghệ trần thế chúng con bình an, bốn phương nước non thanh bình, để đời đời cháu con hiền vinh. Đời người ai mà có lần may mắn ngắm dung nhan hoàng, ngư đồng anh bóng dương ra, mới hay trong việc đào lành, ngư về đông thì có ai bằng ông. Hôm nay sáng nâng dương đồng, đẹp dạng người sáng như thảo. Nam mi mắc đông tây, đi bán buôn trăm nghề gặp mây. Còn Tuấn Anh con thì miệt mài mê say, dâng cung đàn tiếng ca xin quan họ. Về chứ Quan Đề Hoàng là mừng Quan Đề Hoàng, vui ngự đến đây ngàn nề hoa nở đua sắc nghi vô nhà, hương bay ngào ngạt người quân từ vững lệnh sai giá ngự trần gian, bát lục tai cho đông vô nhà. Sông nước mênh mang, có cả các cô tiên nàng đang đầy treo đua nhịp, khoan hò khoan hò khoan đầy nhịp treo rước ông mười xa, con hoàng mười đoan xa khắp nơi nhã nhạc nừng nề. Đã bể lâu nay, ngày con mong rồi thằng con đời cả năm con chờ. Hôm nay chúng con mới được gặp Đức Hoàng mười ngày giáng lâm. Đây có diều đao xin ông mười nhấp những chờ say. Đây diều đao xin Hoàng mười nhấp những chờ say, để cuối cùng mình thể sự
cho vài giây, cho chúng con thỏa lòng, vài giây chúng con thỏa lòng. Đời người sống kiếp mi vô thường, sống nghĩ lay mãi thắt thì có ai lượng mà được nghe chắc ai. Tiền tài danh lợi mì giàu sắc, nhưng trở về mì cắt bụi thì lào có mang theo được gì, lào có mang theo được gì. Vì sao lấy cớ vì sao sống phải dân sinh, bọn ni trẻ mà canh ghét chứ để làm chi mi hỡi. Cho nên là sống ngờ mì trên đời, đừng nghĩ đến cái nghiệt mà buông ra những lời thị phi. Ai có tâm thì hãy sống mà cho đi, tiếng thơm còn mãi mà khắc nghi muôn đời. Dồn về biển khơi mà mày ai được chữ thành nghi tư luôn về ra. Chẳng có mày khi lạy ông, chẳng có mày khi mấy thua mà mày thì hoàng về đến Minh Ngưng mây giá ngự. Hoàng cứ ung dung không có vội gì, hoàng cứ ung dung không có vội gì. Chiến sập vàng thì có bồng nghề con hoàng, tòa ánh hào quang rạng rỡ muôn nơi. Đẹp sao mà đẹp mỹ quá đi thôi, một lần mà được gặp gỡ thì cũng quan con cả đời phải vần vương. Là xa cánh chỉ kia nhớ côi, chúng con phải xa hoàng thì tội lắm hoàng ơi. Nếu mà hoàng không ngờ thì vui, mà đã ngờ rồi thì hoàng ngồi thêm một chút cho chúng con thỏa lòng. Thế gian thì nhớ miệng hoàng cười, đó cả thế gian con nhớ miệng ngỡ hoàng cười. Nhớ khăn hoàng chít chỉ nhớ những lời hoàng truyền ban. Ông mười ngự đồng mặc áo vàng ánh, trần gian đâu ai mới hoàng được nên bức nghi tránh. Ông mười đang ngự đồng lên bức tranh hoàng mười đang ngự đồng. Ở mì trên trời đẹp nhất có áng mây. Trên trời đẹp nhất có áng mây, mà đến Minh Ngưng hôm nay mới đẹp nhất chỉ có bóng con. Bóng quán hoàng mưa chỉ có bóng con hoàng mưa. Cua bơ lên ngàn ngắt lá đề bài thơ, cậy đôi con chim nhạt nó tiến thơ tới ông hoàng mưa. Xem thơ hoàng mười người xem thơ thì lại vỗ tay cười, hỏi rằng các họ ở Hải Phòng này có như ông hoàng mười trong nghề. Hoàng mười về đồng nghe câu phụ cùng câu thơ, câu họ mà ở trong sự nghề
cung văn con nhất tâm dâng lên Hoàng, cung văn nhất tâm con dâng lên Hoàng. Đời người chỉ ngắn mà đức ngang nay, đời người chỉ ngắn có tất nghi gắng tu nhanh mà tích đức ắt được về vang, về vang sau này, được về vang nghi sau này. Như cây muốn tốt là mà xanh cành đó, như cây muốn tốt là xanh cành tươi lan lan tốt chứ vun hồng mà hồng nghe. Chứ hôm nay hầu hoàng có tốn một thì mai kia hoàng sẽ cho bằng mười, mai kia hoàng sẽ cho bằng mười. Ai thủy chung đức độ mì trước ngờ sau đó, ghế họ lê ông đức độ mì trước ngờ sau, hoàng đồ cho mi con giàu muôn đời sau luôn thịnh, muôn đời sống luôn thịnh nghe hương. Đã bấy lâu nay hẹn ngọc mi thì vang, mừng ngày nay tỏ mặt đức hoàng mười hoàng tứ hà. Một thương con này nhớ, hãy thương thì chúng con lại chừng ngóng trông hoàng về, chừng ngóng nghĩ trông hoàng về. Ba thương rót nặng nơi thề, bốn thương tới đủ bông hoa nở thì hoàng về, hoàng về với dân. Ô tang tình ta, tình ngờ ta nghề tình, ô tang nghề tình ta. Năm thương gặp mùi phong trần, sáu thương thì tỏ mặt chứ với dân với đời. Bảy thương thì chúng con nơ lại bùi ngùi, tám thương thì chúng con lại chỉ đứng ngồi mà chẳng yên. Ô tang tình ta, tình ngờ tang ngờ tình, ô tang ngờ tình ta. Bảy thương chúng con lại bùi ngùi, tám thương thì chúng con lại chỉ đứng ngồi không yên. Ô tang tình ta, chín thương không ngờ hẹn bà lên, mười thương thì chúng con lại được hầu bên đức hoàng mười, được hầu bên đức hoàng mười. Vàng chi thường tiên rẽ áng mây vàng, cưới con xích được đón rước công mười về bên nghệ. Thanh xa ngồi cùng